Chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của Em Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe bán tải giá rẻ cho tất cả mọi nhà. Và ngày hôm nay thì trong cái lô bán tải từ cái loại rẻ nhất cho đến loại cao tiền nhất thì bên nhà em lại tiếp tục về cửa hàng cho các bác một mẫu xe bán tải Ford Ranger đời 2016 nhá. Một chiếc xe màu cam bản Wightech 3.2 với mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng tầm 8 lít xăng dầu trên 100 km. Một cái dòng xe bán tải vừa lành, vừa bền, vừa chắc chắn và vô cùng khỏe khoắn luôn. Xe vừa mang về xong, biển Hải Phòng 15C36394. Chưa có dọn dẹp một tí nào. Các bác về là sau video này thì em sẽ cho dọn dẹp lại xe một chút để các bác có một chiếc xe mới tinh tình tình luôn. Vâng, xe còn đẹp, màu sơn cam trẻ trung, bắt mắt. Và đây cũng là một cái màu hot nhất của cái dòng xe bán tải Ford Ranger. Và cái màu Ford Ranger Wightech này thì con này là đời 2016. Hàng này hàng hiếm luôn. Chứ còn bây giờ những cái đời bản 2.0, đời 2019, 18 đổ lên, thực ra là nó rất là yếu. Và khi mà đi thì nhiều người đã biết rồi. Nên là những cái dòng bản 3.2 này thì được rất nhiều người yêu thích và rất nhiều người lựa chọn. Nên bác nào mà cảm thấy yêu, bác nào mà cảm thấy thích thì em mời các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp luôn. Đấy, xe vừa mới về xong với quả lắp thùng cuộn nha các bác nhá. Đấy, chất xe thì còn đẹp và xe thì cam kết là không có đâm đụng, tai nạn, ngập nước. Đấy, không thủy kích phạt nguội. Vừa về xong. Đấy, 2016. Chất còn nét căng. Và chiếc xe này thì cũng là một cái dòng xe bán rất chạy tại thị trường Việt Nam. Em này được cái là sơn bên ngoài màu cam rất là bắt mắt. Nội thất bên trong ghế da zin còn nguyên, ghế da từ hãng đến bây giờ. Hai cầu số tự động và có hệ điều hành sinh 3 dành cho chiếc xe của Ford Ranger. Đấy, điều hòa auto cho các bác luôn nhá, auto full max cho các bác. Và xe thì có rất là ok. Đấy, keo chỉ thì đảm bảo cho các bác là zin tuyệt đối. Đấy, kính zin toàn bộ và nội thất bên trong xe thì đẹp và sạch sẽ. Cũng không phải lo lắng làm một cái gì cả. Bảo dưỡng định kỳ thường xuyên rồi. Em này thì được bác chủ bác ấy cũng đã thay dầu mỡ rồi. Nên là các bác về là cũng không phải làm thêm một cái gì. Dàn lốp tầm khoảng 90%, gần như là mới tinh. Đấy, dàn lốp la răng 18, Duolo Briton la răng 18 và lốp dày, càng nét này đẹp luôn. Và lốp thì chuẩn hãng nhá, không phải là hàng lốp lệch lạc gì cả. Nên là các bác cũng không phải nghiên cứu nghĩ ngợi gì. Dàn lốp này đi thoải mái, cách âm chống ồn rất là tốt luôn. Và xe thì bên em giấy tờ hồ sơ thì đảm bảo cho bác. Đấy, biển Hải Phòng 15C36394. Và cái này thì nhà em chưa rút hồ sơ. Sau video này em sẽ cho tháo biển rút hồ sơ luôn cho các bác để các bác có một chiếc xe đi lại yên tâm. Đèn của xe là đèn pha halogen và cái đèn này thì nó cũng là đèn giảm gọi là tản sáng, ánh sáng không bị gây chói mắt người đằng trước nhưng khả năng quét sáng rất là cao. Và đèn là đèn zin của hãng luôn nhá. Toàn bộ đèn pha với đèn cốt của xe đây còn nguyên. Đấy, một chiếc xe form dáng rất là đẹp, khỏe khoắn hầm hố với cái thanh đẹp rất là to ba. Và cái dòng này thì cũng là một cái dòng xe mà được rất nhiều người thanh niên yêu thích vì là kiểu dáng đẹp này, trẻ trung này, hiện đại này. Đấy, độ bền bỉ cao và cái mức tiêu thụ nhiên liệu dầu cũng vừa phải thôi, không hề bị ít, gọi là không nhiều một chút nào. Đấy, độ tiết kiệm bền bỉ thì quá bền rồi. Và đặc biệt cái màu sơn cam này cũng là một cái màu được rất nhiều người yêu thích luôn. Đấy, các bác nhìn này, tôn vỏ mỏng nhá, tôn gân cabo của xe này còn nguyên. Và xe thì đảm bảo cho bác là không có đâm đụng, tai nạn, ngập nước. Đấy, keo chỉ các thứ, ốc ác của xe thì còn nguyên bản và kể cả kính của xe cũng là zin này. Đấy, các bác nhìn này, với cái dòng này thì nói chung là tôn vỏ thì các bác sợ này. Đấy, toàn bộ dòng tôn của nó thì rất là mỏng. Đấy, không hề lỗi lầm. Cua lốp đẹp luôn này, toàn bộ cua lốp này. Đấy, cua lốp sạch sẽ, đẹp, không hề bị lỗi luôn nhá. Đấy, các bác nhìn là sắt xi này, căng nét luôn. Và đã được phun sơn đen nguyên bản của hãng rồi. Thế còn đâu là chỉ cái này em chưa sơn sần. Lốp dàn lốp của xe thì là lốp 265-60, la răng 18. Lốp căng đét này đẹp luôn này. Đấy, và la răng phay cho các bác. Bậc bước để chân thì chắc chắn nhá. Bậc bước chắc chắn luôn. Đấy. Vâng. Và các bác có thể ý là riêng cái dòng này thì cái gương chiếu hậu nó rất là to, xi nhan tích hợp đầy đủ này, có điều khiển điện nhá. Có gương gặp điều khiển điện đầy đủ luôn, hoạt động hoàn toàn ok. Và chiếc xe này thì nội thất bên trong xe thì vô cùng hiện đại với phím tích hợp ở trên đây. Đấy, ga điều khiển tự động này, rồi hạn chế tốc độ tự động này, túi khí an toàn, phím điều khiển tích hợp âm thanh, giọng nói các thứ đầy đủ. Và có thêm rất nhiều các cái chế độ lái cho chiếc xe này. Với cái dòng bán tải thì đây cũng là một cái dòng xe mà chạy rất là ổn định luôn. Máy khỏe, hơi căng nét à, ám nổ máy có cái nghe. Vâng, con này thì được cái là chạy rất là ổn định. Đấy, dòng này nói chung là độ bền, độ lành thì quá ok rồi. Về không phải nghĩ ngợi gì. Đấy, đây cái là lên ngay.
máy rất là khỏe, hơi căng đét luôn này. Đấy. Và hệ điều hành của xe đang là hệ điều hành Swing 3 nhé các bác nhá. Số má ngọt ngào, lên xuống nhẹ nhàng và không hề bị lỗi. Đấy. Đấy. Nhả ra cái là bốc ngay, chạy ngay. Mặt táp lô này, đấy các bác nhìn này, mặt táp lô đẹp luôn nhá. Và xe thì không có lỗi lầm. Đấy, toàn bộ mặt táp lô. Đấy, túi khí, màn hình zin. Đấy, điều hòa auto này. Và xe thì tương đối khá là mát, ngồi trong xe thì rất là sướng luôn. Đấy, cửa gió điều hòa 3-4 cửa luôn ở phía đằng trước. Đấy, cho các bác một cái trải nghiệm thoải mái, không bị bí bách tí nào. Đấy, cụm điều hòa điều chỉnh cũng như là cụm âm thanh điều khiển rất rõ ràng. Và em này thì là số tự động, à, số tự động mà. Số tự động và xe thì hoạt động hoàn toàn bình thường. Có cầu điện nhá. Con này sử dụng hai cầu điện, có khóa bi sai, chống trơn trượt. Đấy, rất nhiều các cái option trên xe. Màn hình hiển thị tốc độ gió ở ngay trên này. Đấy, rất là tiện lợi luôn. Và em này thì được cái điểm 10 trên chất lượng, đó là cái hệ thống trợ lái của cái dòng này, nó là lái điện rất nhẹ luôn, cực kỳ nhẹ nhàng. Nó không hề bị lặng lái như dòng lái dầu. Và các bác để ý cho em là riêng như cái dòng quay trách, nó là những cái chiếc xe mà bạn full nên có cả ghế điện. Đấy, nó không phải là ghế cơ nhá. Đấy, không phải ghế cơ. Ghế nâng hạ 4 phương 8 hướng được cả. Đấy, thế còn bên dưới này, toàn bộ keo chỉ cánh của xe là vẫn còn nguyên. Đấy, các cái ốc này. Đấy, các cái ốc này là dấu còn nguyên. Đấy. Nên là các bác yên tâm. Nói chung là với cái tầm tiền loanh quanh của tầm hơn 500 thì mẫu bán tải Ford Ranger vẫn là một mẫu xe giữ giá các bác. Vâng, 2016 đến bây giờ thì chiếc xe này mua trước của nó là gần 1 tỷ đồng. Đấy, trên dưới 1 tỷ đồng luôn. Thế nhưng mà thời điểm hiện tại thì các bác chỉ mua với cái giá chỉ bằng một nửa thôi. Và với cái giá như vậy thì thực sự ra là bây giờ là nó hết khấu hao rồi. Nên là các bác đi là rất giữ giá. Vâng, giữ giá luôn đấy ạ. Một chiếc xe 8 năm giữ giá luôn. Các bác yên tâm là đi thoải mái. Đấy, cũng không phải lo lắng cái chuyện là nó bị mất giá tí nào. Đấy, nội thất hàng ghế đằng sau thì cũng rất là rộng. Và ghế thì toàn bộ ghế của xe là ghế zin nhá. Ghế zin hết, bằng da zin. Đấy, thoải mái, thoáng đãng luôn này. Đấy, không hề có bị bí bách tí nào. Còn em này thì được cái điểm cộng, nó là có cái quả thùng rất là rộng rãi. Các bác thích thì các bác có thể bỏ nắp thùng. Còn các bác không thích thì các bác để nguyên tình trạng như này. Sau đó thì mình sử dụng thì cũng được một cái không gian thở đồ, chở đồ rất là thoải mái. Đấy, sàn thùng thì mở ra nhẹ nhàng. Em này thì thiếu một cái điểm, đó là không có cái ti chống để nó giảm chấn cho cái nắp khi mà mình mở ra. Nhưng mà bù lại thì được cái là xe này cứng. Đây các bác nhìn này, toàn bộ vách ở phía cái thành phía đằng sau này, nó còn cứng luôn. Đấy, chỉ các chỉ thành, đấy, chỉ mép cánh là còn nguyên. Đấy, chỉ hai bên còn nguyên này. Đấy, xe đảm bảo cho bác là zin tuyệt đối và không có lỗi lầm. Nên là bác nào mà cảm thấy yêu thì em mời các bác qua xem xe trực tiếp luôn. Đấy, xe đang có mặt tại Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng các bác nhá. Siêu thị ô tô, vâng, với hơn 500 đầu xe và đợt này thì bán tải nhà em có tổng khoảng hơn 20 con. Đấy, thoải mái các bác lựa chọn luôn. Và cái dòng bán tải của iTrack là một cái dòng xe rất là hợp lý luôn, thiết kế đèn đẹp. Đây, cái này thì em cứ khuyên các bác về mua thêm một bộ ốp đen vào đây nữa thì nó nhìn nó phê luôn các bác ạ. Vâng. Cái ốp đen này nó không đáng bao tiền đâu, nó chỉ có 250 thôi. Đấy, mình ốp vào phát cái là nhìn cái đèn của mình nó mê ly luôn. Và cái phần cột này, các bác nhìn này, các cái đinh cột này là còn nguyên. Đấy, các cái đinh cột, các cái dấu ấy còn nguyên nhá. Xe là không có đâm va, đảm bảo cho bác là không có đâm đụng này. Va chạm này, ngập nước thủy kích, tai nạn phạt nguội là các thứ đàng hoàng đầy đủ đấy. Đấy, cái đấy là do bên nhà em sẽ đảm bảo cho các bác nhá, nên các bác yên tâm. Đấy, cửa thùng các thứ là đóng mở nhẹ nhàng. Và xe thì hậu đằng sau là có cảm biến lùi phía đằng sau đây, đầy đủ luôn. Đấy, em này thì đảm bảo cho các bác. Đấy, có cảm biến phía đằng sau. Và màn hình, đấy, em này thì được cái là form dáng đẹp, màu sơn nổi. Vâng, màu sơn rất là nổi luôn. Nhà em thì màu cam, đợt này nhà em chỉ còn có con này và con 29 kia. Con 29 này kìa, bản 2.0 biturbo đấy ạ. Thế nhưng mà thực sự ra các bác là với cái dòng này thì đi con này vẫn sướng hơn. Vâng, thích hơn. Bản 3.2 nó bốc hơn, khỏe hơn. Đấy, lốp dày cả 4 quả luôn nhá. 4 quả lốp dày, lốp sơ cua cũng dày. Đấy, sắt xi thì cam kết đảm bảo cho bác là không có bị han mọt tí nào. Đấy, gầm bệ sắt xi ok. Và sơn sườn tôn vỏ thì zin. Cái này là zin hết. Vâng, toàn bộ là zin. Bậc bước để chân nhẹ nhàng. À, vâng. Và nói chung là với cái tầm tiền loanh quanh khoảng tầm hơn 500 thì mẫu bán tải Ford vẫn là một sự lựa chọn hợp lý. Đấy, nhiều bác thì thích là có con Triton, nhiều bác thì thích có Isuzu D-Max, Lavara. Nhưng mà ở đây thì Hilux nhà em có nhá, Hilux kìa. Đấy, Hilux nhà em có. Đấy, còn các cái dòng bán tải Ford Ranger nhà em có rất là nhiều. Thế là các bác thao lựa chọn thoải mái.
với cái dòng xe bán tải hợp lý. Đấy, xe thì còn ngon, nội ngoại thất thì đúng là thực sự các bác là không chê câu nào. Option đẹp, vân gọi là vân lưới này, vân lưới này trên mặt táp lô, và cái hộp để đồ của xe thì cũng tương đối là rộng. Đấy, có thêm cả hai cái gọi là cái cài ở trên dây đai an toàn. Đấy, hỗ trợ cho các bác. Còn đâu em này thì được cái là chỉ keo zin hết nhá, keo chỉ zin hết cho các bác luôn, nên là các bác không phải lo lắng suy nghĩ gì cả. Nói chung là chất xe thì hợp lý với túi tiền. Còn về giá thì em này là một cái mức giá rất là rẻ luôn. Vâng, em bán chiếc xe này chỉ có 569 triệu đồng thôi, rất là hợp lý. Vâng, chỉ có 569 triệu đồng cho một chiếc xe Ford Ranger bán tải màu sơn cam. Và xe này thì vẫn trả góp bình thường. Đấy, trả góp 50% các bác nhá. Đây, khoang máy này, sạch sẽ, máy số zin. Đấy các bác nhá, máy số zin đẹp rồi các bác luôn. Và cam kết đảm bảo là xe là không có lỗi lầm, đâm đụng, tai nạn, ngập nước, thủy tích, phạt nguội đầy đủ. Đấy, máy số thì khô ráo này, sạch sẽ. Và toàn bộ các cái đầu răng ở hai bên này của xe là còn nguyên nguyên. Đấy, ABS đầy đủ, không thiếu cái gì. Keo chỉ phần nắp capo, đấy, nguyên bản. Toàn bộ phần đầu, đấy, toàn bộ phần đầu thì các cái ốc là tròn đều, đấy, không hề bị méo mó xèo xọ nhá. Và xe thì bên em bán là có cam kết đảm bảo bảo hành cho các bác luôn. Nên là các bác nào mà quan tâm, tin tưởng thì em mời các bác qua cửa hàng xem xe trực tiếp luôn tại bên cửa hàng em Vũ Di Ô Tô. Đấy, Đông Sơn, Thủy Nguyên, Hải Phòng. Chuyên các cái dòng xe bán tải. Đây, bán tải nhà em có rất nhiều này. Hoặc là chuyên các cái dòng xe con. Đấy, thoải mái, các bác thích cái loại nào cũng có. Vâng, các bác nào mà cảm thấy vừa chân vừa tầm tiền thì em mời các bác qua xem xe. Đấy, xe có cảm biến trước sau đầy đủ, đèn pha cốt các thứ là hoạt động hoàn toàn bình thường nhá. Và mẫu xe này cũng là một cái mẫu xe hàng hot, nên là các bác mà yêu thì em mời các bác qua sớm. Đấy, các cái chức năng cơ bản của xe thì hoạt động hoàn toàn ok, nói chung là không chê câu nào. Đấy, hoạt động nhẹ nhàng, vô lăng lái nhẹ nhàng, và xe thì đảm bảo cho các bác. Đấy, với cái tầm tiền vừa phải thì đây là một mẫu xe tốt, nên là các bác nào mà yêu thích thì em mời các bác qua ngó nghiêng. Đấy, xem xe. Các bác theo dõi kênh thì có thể là đăng ký và nút like, ấn quả chuông để nhận thông báo mới nhất, cập nhật về những cái mẫu xe mới nhất về cửa hàng. Còn các bác mà ở tỉnh xa thì có thể là đặt cọc, em sẽ chuyển xe đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, bao ship xe toàn quốc. Ok, cảm ơn các bác và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo với những chiếc xe giá rẻ hợp lý tại em Vũ Di Ô Tô. Con này thì nói chung là bản 3.2 nó rất là bốc, chạy rất sướng các bác ạ. Vâng, còn Tri Tông nhà em cũng có kìa, Tri Tông kìa. Đấy, còn bản thấp hơn của những cái dòng này em cũng có, XLS một cầu số tự động. Đợt này thì hàng hiếm là những cái số sàn hai cầu, nhưng mà tới này em sẽ về cho các bác đầy đủ, nói chung là chả thiếu cái gì. Đấy, bác nào mà thích thì em mời các bác qua xem xe. Ok, cảm ơn các bác nhá. Đấy, em lái lùi vào có tiện lợi, camera đầy đủ, hoạt động hoàn toàn bình thường và nhẹ nhàng. Vâng, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.